giá giờ bán lúa non luôn, mới cho mấy chú cô ơi. Cao kèo là bán giá chết rồi, 8.000, lên xuống gì cũng 8.000. Nó mà lúa này mới có 45 ngày đó mấy chú mấy cô ơi. Này OM18. Xin chào mấy chú cô. Bữa nay xả phân, xả cho cái giống lúa OM18. Bờ lúa bữa nay được 45 ngày. Xả hai lô này là 15 bao. Thank you.
này là cử phân tống mấy chú mấy cô. Cái này là giống OM 18, bữa nay là được 45 ngày phân tống là một công 17 kg, là 4 thứ NPK. Đây NPK 4 bao này, 3 bao lạnh, 5 bao kali, rồi 3 bao RB, là 4 thứ. Hột trắng là lạnh, hột đỏ kali, hột ngà ngà này là NPK đó, hột đen là DB, 4 màu. Sản công 17 kg phân tống. À, tổng cộng được cây 7 15 15 37 37 17 54 kg mấy chú. Tổng phân là 54 kg, bữa nay là phân tống mà không biết có rước hạt không, mình không biết. Tại chủ này người ta xạ gì đó. Lúa này là bán gọi luôn mấy chú. Lúa này là bán gọi luôn đó. Là giá chết là 8.000 đồng một ký. Mà lúa này còn lâu lắm, mà không biết tới nữa nó có sinh bớt không biết. Đó. Lúa này là bán giá chết. Giá chết thì chắc ăn là không sinh rồi. Kèo là bán giá chết là 8.000, lên xuống gì cũng 8.000 đó. Mà lúa này mới có 45 ngày đó mấy chú mấy cô ơi. Này OM 18 đó. Bây giờ lúa có giá nó mua lúa non luôn. Chứ ghê không. Là 54 kg phân, cũng gần 55 kg, coi như 55 kg phân. Có giá giờ bán lúa non luôn mới cho mấy chú cô ơi. Giờ bán lúa non luôn. Đây là hết. Xem video và đăng ký kênh ủng hộ Đại Lúa. Xin chào.